ngán gì hết đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ là quay cho nhìn ra mọi người đi. Thì bây giờ mình check lại cho ổng. Rồi. Bây giờ bây giờ là thầy bác quay qua. Rồi thôi đừng, đừng quay qua. Rồi. Rồi bây giờ bác chào mọi người đi. Rồi. Đó, bây giờ hết đau khổ rồi chưa? Giờ hết lắm rồi. Đúng không? Hết lắm chưa? Hết rồi. Rồi, vậy cảm ơn sư cô đi. Cảm ơn sư cô. Có đau không bác? Không đau rồi. Nhưng bây giờ là hết khóc rồi đó. Dạ. Rồi, rồi, rồi cảm ơn nha. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.